Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa tai nói Tunmeri GR. Đây là một trong những cái cặp loa rất là hay và là một trong những cái thương hiệu hàng đầu của Anh Quốc, và ở Việt Nam mình được rất nhiều các bác ưa chuộng cái model Tunmeri GR này. Đôi loa Tunmeri GR này thì là hàng lướt các bác nhé, hàng lướt. Còn nguyên thùng hộp đầy đủ. Đây, và trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa tai nói Tunmeri GR. Nói đến thương hiệu loa tai nói thì các bác đã biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu được sản xuất tại Anh Quốc và ở Việt Nam được rất nhiều các bác ưa chuộng. Loa tai nói thì có rất nhiều các model, và cái model Tunmeri GR này thì là một trong những cái model được anh em đông đảo anh em chơi nhất trong cái phân khúc trên 100 triệu. Đôi loa này là đôi loa hàng lướt, đầy đủ thùng hộp và có cái giá cực kỳ là tốt luôn. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là cặp loa tai nói Tunmeri GR, và em sẽ mở cái căng. Đấy. Dòng loa tai nói Tunmeri GR là sử dụng cái phần căng cước các bác nhá. Căng cước, và đây là bên phía sau chiếc căng. Đó. Cặp loa này thì rất đẹp rồi. Tunmeri GR thì là thiết kế có một bát đồng trục. Đấy, bát đồng trục 25 cm, và dòng này sử dụng kiềng tròn thôi nhá. Đây, và một cái họng kèn đây. Và loa sử dụng là màng giấy và gân vải nhá. Đấy, gân vải. Và bên dưới đó là cái núm tinh chỉnh của dải cao và dải thấp. Đó, đây cặp loa Tunmeri GR. Cặp loa này thì là rất là đẹp rồi. Đấy, các bạn nhìn đâu. Đó. Cặp loa, dòng loa tai nói Tunmeri GR này thì là đương nhiên là nó sẽ trùng vân trùng cặp rồi. Đấy, các bác nhìn đâu. Đó. Hàng lướt rất đẹp luôn. Em sẽ quay để các bác cùng trải nghiệm luôn. Những cặp loa tai nói Tunmeri GR này thì luôn luôn có cái chất âm rất là tuyệt vời. Và ghép rất hay với những dòng âm ly Acouphe. Và em mở tiếp theo cái bên kia để cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đấy, em chỉ sử dụng một loa đồng trục nhưng mà cái chất âm nó rất là tuyệt vời. Dòng này sử dụng là màng giấy và gân vải các bác nhé. Đó. Đây là phía sau. Đây là các cầu nối. Có thể mình đánh BY được các bác nhé. BY thì mình bỏ cái cầu nối ra thì các bác cũng biết rồi. Em sẽ quay máy lại gần và giới thiệu thêm để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm luôn. Loa Tunmeri GR. Và sau đó em sẽ test chất âm của đôi loa này cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đấy, loa rất là đẹp luôn. Và bây giờ các bác chờ em một chút, em sẽ kết nối và sẽ test cái chất âm của đôi loa Tunmeri GR này. Xin mời các bác. Cho đớn đau sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta, dày vò theo tháng ngày thôn ở cuộc tình buồn
một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang gió xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữ những nỗi đau còn tình yêu ngày đó giờ đã cách xa.